Ban dâu, nhạc cụ dây có nguồn gốc từ châu Phi, phổ biến ở Hoa Kỳ bởi những người nô lệ vào thế kỷ 19, sau đó được xuất khẩu sang châu Âu. Một số nhạc cụ có dây ở châu Phi có tên tương tự, ví dụ, banjo. Banjo, ban dâu có một cơ thể giống như tambourine với một cái vòng và một con vít để giữ chặt bụng ve lầm vào khung, máy kéo giãn trục vít được sử dụng để thay đổi độ căng của bụng. Các dây đi qua một cầu kiểu violin hoặc áp suất và được gắn vào một ống nối. Vào những năm 1890, các phím đàn đã được thêm vào cổ dài và một đầu máy có vít thay thế các chốt điều chỉnh. Ban dâu sớm nhất có 4 dây ruột, sau đó, từ 5 đến 9 dây kim loại đã được sử dụng. Ban dâu tiêu chuẩn có 5 dây kim loại, 4 được điều chỉnh từ đầu, thường là C, G, B, D. Hướng lên từ ký hiệu giữa C trước dây C là chanterelle, máy bay không người lái, hoặc ngón cái, một dây ngắn hơn được buộc vào một con vít ở giữa cổ đàn ban dâu. Nó được điều chỉnh đến ký hiệu cờ thứ hai ở trên giữa C, cao độ thực tế thấp hơn một quãng 8 so với ký hiệu. Rất nhiều biến thể của ban dâu tiêu chuẩn, ban dâu chơi với một miếng gảy, hoặc chọn. Thay vì những ngón tay thiếu chanterelle, trên đàn tranh ban dâu, ve lầm được treo trong một bộ cộng hưởng để đẩy âm thanh về phía trước. Chanterelle được điều chỉnh từ đầu đi qua bảng ngón tay để nổi lên ở phím đàn thứ 5, ban dâu được chơi rộng rãi trong âm nhạc dân gian Hoa Kỳ và cũng đã được sử dụng trong các bản hòa tấu nhạc gia. Banjo, stringed musical instrument of African origin, popularized in the United States by slaves in the 19th century, then exported to Europe. Several African stringed instruments have similar names, e.g., banya, banjo. The banjo has a tambourine-like body with a hoop and a screw that secure the vellum belly to the frame. Screw stretchers are used to vary the tension of the belly. The strings pass over a violin type or pressure bridge and are hitched to a tailpiece. In the 1890s, frets were added to the long neck, and a machine head with screws replaced the tuning pegs. The earliest banjos had 4 gut strings, later, from 5 to 9 metal strings were used. The standard banjo has 5 metal strings. 4 are tuned from the head, usually to C, G, B, D. Upward from, notated, middle C preceding the C string is the chanterelle, drone, or thumb. A shorter string fastened to a screw midway in the banjo neck. It is tuned to the notated second G above middle C. The actual pitch is an octave lower than notated. Variants of the standard banjo abound. Banjos played with a plectrum, or pick, rather than fingers lack the chanterelle. On a zither banjo, the vellum is suspended in a resonator that throws the sound forward. The chanterelle, tuned from the head, passes under the fingerboard to emerge at the fifth fret. The banjo is widely played in U.S. folk music and has also been used in jazz ensembles.